Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mày có dứt tao không? Ok, dễ thương chơi. Chuyện nhỏ xíu, đái luôn. Ở đây mới nè. Rồi ok. Thôi khó quá, lát để xào đi. Những cái bạn chó này mặc dù là nó rất là thân thiện với mình ha, mỗi ngày thả ra chơi đùa đồ cái thứ, nó nhìn mặt cái anh bác sĩ này là nó biết quen, cầm cái ống chích nữa là nó biết là hôm nay nó chích ngừa. Cái kiểu cách phản ứng của nó cũng làm cho mình hơi sợ, cho nên là mình cần phải có quyền trợ giúp ha. Để coi trước sau nhà mình chắc cũng khoảng mấy con, không nhớ nữa, nhiều quá. Con này nó rung đồ, nó làm mình rung theo luôn. Hai bạn chó Phú Quốc hả các bạn? Giữa nhà rất là khôn. Đái luôn kìa. Thấy chích ngừa sợ quá, đái luôn. Đặc điểm của chó Phú Quốc là chân nó có màng hả các bạn ha? Chân nó có màng. Đó, bơi lội giỏi. Chết. Nhanh quá. Con này là đặc biệt khó chịu các bạn. Lại gần không được. Cho nên là anh Ái mượn kim tự xử luôn. Rung à, nhìn chân nó rung. Chích ngừa nó rung. Bé này dữ quá, phải rọ mõm lại để chích ha. Biết từng loài á, phản ứng như thế nào xử lý cho đúng. Thả lỏng cái cơ ra thôi, nó không có gồng nữa. Ok đó, rồi xong. Hello, mình là Nam Ngô đó các bạn. Ok, hôm nay mình có một cái vai trò rất là quan trọng ha. Đó là giữ những cái bạn chó nhà mình để chích ngừa ha. Hôm nay là tới cái đợt chích ngừa định kỳ, chắc cũng khoảng mười mấy hai chục con đó các bạn. Thì nhiệm vụ của mình rất là quan trọng đó, mình giữ các bạn đã lại để cho các bác sĩ thú y người ta chích ha. Ok mọi người, bây giờ anh bác sĩ đang chờ chích rồi, để mình chích trước xong lát mình hít đất sau ha. Ok em. Ok rồi, ok để anh dĩnh cho. Vô đây. Nó có cắn không? Nó biết chích ngừa, nó sợ kìa. Đúng rồi. Đang thủ lại á. Này nó rung rồi nè. Mày có dứt tao không? Bình thường nó rất là dạng với mình, nhưng mà hôm nay thấy cầm cái ống chích á, nó hơi sợ ha các bạn ha. Mình cũng hơi sợ luôn. Bình thường mình nhận nó thoải mái, mà giờ mình thấy nó cái lỗ tai nó đang rất là rung ha, cái chân của nó rất là rung, chứ không phải là phản ứng của nó là tấn công, nhưng mà nhiều khi nó hoảng quá rồi nó dứt đại một cái luôn, mất công mà mình đi chích nữa. Lấy tao biên mình chích luôn. Ra kéo nha, kéo con gì, con này con Ken hả? Kéo nó ra trước giùm Nam cái rồi. Rồi ok. Rồi. Ok, dễ thương chưa? Chuyện nhỏ xíu, đái luôn. Ok. Mina. Được rồi, chừng nào con nào mà nó hung quá mới kêu thôi. Ở đây Mina. Đây con. Không sao đâu, nhẹ lắm. Rồi ok. Nó
Thì chó bự cần nhiều trợ giúp. Đây. 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 Đâu Ngàn kéo nó ra chứ Ngàn. Mấy này nó khó, nó với lại nó thấy mình cầm ống chích nó sợ. Tỉnh thôi. Đây. Bình thường mày khoái giỡn với tao lắm mà. Hả? Bình thường mày khoái giỡn lắm mà. Coi chân coi. Thôi khó quá, lát để xào đi. Con mày với tao hai con mấy con nữa. Mái kêu đó rồi, sợ lắm. Bình tĩnh. Anh cũng đang rung, tao biết mày đang rung, tao cũng đang rung luôn. Bình tĩnh. Bình thường cho ăn cho chơi thì ok lắm. Giờ kêu chích chút xíu lại mới ghê không? Hả? Ok. Chú kia chú nào ta kêu vô hả? Ok ok. Ra đây. Đây con. Đây. Đang lên hả? Ờ, ổng đang lên. Ok ok. Bây giờ mình tạm ngừng chương trình ở đây chút xíu đi. Ok các bạn, những cái bạn chó này mặc dù là nó rất là thân thiện với mình ha, mỗi ngày thả ra chơi đùa đồ các thứ, nhưng mà tụi nó cũng khôn lắm. Nó nhìn mặt cái anh bác sĩ này là nó biết quen rồi, nó thấy cầm cái ống chích nữa là nó biết là hôm nay là nó chích ngừa. Thì tất nhiên ai cũng sợ chích rồi các bạn. Cái kiểu cách phản ứng của nó cũng làm cho mình hơi sợ, cho nên là mình cần phải có quyền trợ giúp ha. Ok, để hít đất một chút xíu lấy lại cái dũng khí coi. Mình chơi đùa với nó rất là ok luôn. Mà lúc mình đưa vô nó rung các bạn. Con chó nó lúc mà mình đưa vô nó rung tay rung chân hết à. Nó làm mình rung theo luôn. Ok, quyền trợ giúp của mình đang tới rồi các bạn. Ok. Để coi trước sau nhà mình chắc cũng khoảng mười mấy con, không nhớ nữa nhiều quá. Giờ mình sẽ đi chích mỗi con ở mỗi góc. Nó làm mấy ghê quá anh ấy.
hai này rồi, hai này làm rồi. Ờ còn này nó rung đồ, nó làm mình rung theo luôn. Đâu anh Kiều nó ra vịnh đó. Nó có cắn rồi này. Đông quá nó sợ. Nói chờ chút đi. Đông quá. Hai này là hai bạn chó Phú Quốc hả các bạn. Giữ nhà rất là khôn. Đái luôn kìa. Thấy chích ngựa sợ quá đái luôn. Đặc điểm của chó Phú Quốc là chân nó có màng hả bạn ha. Chân nó có màng. Ờ bơi lội giỏi. Xong rồi. Bé anh này giữ nhà rất là ngon luôn, rất là tốt luôn, cực kỳ thông minh. Rồi vô luôn. Vô luôn bác sĩ ơi. Nè nó rung nè các bạn, nó biết chích ngựa, nó rung. Rung như cầy sấy luôn. Ok. Rồi ok. Chết. Nhanh quá. Thôi cho chạy vòng đi, chơi 8 trước đi này. Bé này á, bé này tên của nó là 8 các bạn biết tại sao không? Tại vì hôm đó, buổi sáng hôm đó là mình thấy nó, lúc đó nó mới, nó bị tật cái chân. Nó bị tật cái chân và một mắt. Ai dục nó trước cửa nhà đó. Thế ba mình đi tưới cây buổi sáng á, lụm bắt vô nuôi luôn. Thì hôm đó là ngày Chủ nhật cho nên là ba mình đặt tên là 8 luôn. Rồi ok tiếp tục. Này Mino hả? Này khó chịu hơn nữa. Con này là đặc biệt khó chịu các bạn, lại gần không được, cho nên là anh Ái mượn kim tự xử luôn. Người chăm sóc trực tiếp là cho nó ăn, cho nên là làm được, cái người lạ làm không được. Rung à, nhìn chân nó rung, chích ngừa nó rung. Ok. Chạy rồi, chạy ăn kia kìa. Có con lớn để tôi ấy mình đựng đi xuống. Go. Chưa. Mới mở cửa ra chạy luôn rồi. Go. Thấy nó quay đầu xe. Thôi cho làm sao đi. Giờ mình đi xuống đây cái khu chuồng chó lớn ha. Dưới đây còn mấy con? Út mở cái cửa chuồng kia cho con kia nó chạy đường kia lên, nó vô chuồng lại đi. Mở cửa đó. Mình nói chung mình là thuộc dạng rất là gan dạ ha, thuộc dạng rất là dạng tai luôn. Thì Igu nó cào hay nó cắn mình á, mình không có ngại. Nhưng mà mình ngại mấy con chó này cắn mình. Mấy bạn chó, tại chó cắn phải đi chích ngừa các bạn biết không.
kiêng cử đủ thứ á, tốn thời gian, còn igu cắn là an toàn, không có sao hết. Bé này dữ quá, phải rọ mõm lại để chích ha. Bé này là nó lai các bạn. Cha của nó là gôn gì ta? Gì? Golden gì quên đây. Con của quậy á. Golden Retriever. Và mẹ nó là chó cỏ ha. Đó, cho nên cái tướng nó nhìn nó khá giống không? Lại lấy gọng xích coi. Đây hả? Cái con này thấy rồi em nhốt anh giống luôn. Con này bữa hổm bà hoặc ao nha anh Hải nhớ bữa hổm rồi bà gánh chửi trong quán mà hai hai bữa chết không được thấy không? Càng làm càng là nó càng khó chịu á. Ờ mấy con nào bự á thì dịu dịu đó, nó thấy rồi tới rồi nó biết rồi. Ừ. Tụi này nó khô với mồ, thấy tới là nó nhớ mặt, nó biết làm gì đó. Đây, ông chích hả? Ông chích này nè. Thấy nó làm nó ghê lắm, nó không có... Nãy em tính thay anh mà em thấy không được rồi. Thấy ghê quá. Giờ em vai trò hỗ trợ thôi. Quay mặt bên đây. Ồ, ồ, ồ. Cái gì vậy? Hả? Cái này mình dứt đại vô được không ta, hay là phải kìm cái sớ cơ hả? Nó khác như heo. À. Heo mình càng đâm vô á, nó sẽ càng dứt đại là mình đâm thuốc vô. À. Con chó con mình càng chích nó cái là nó giọt liền. À. Và nó có thể tấn công mình lại. Đúng rồi. Mình không thể nào chích nhanh được, tức mình chích nhanh cái nó quay lại nó cắn mình luôn. Quay cắn. Bởi vậy nãy nó vịnh nó quay lại cái hết hồn luôn. Chó nó khác với heo. Ừ, cái phản ứng nó khác. Còn chó là chích từ từ nó im mình mới chích, chứ không phải là mình canh mình chích một cái là nó càng nhanh, mình làm nhanh thì nó phản nhanh, nó quất luôn. À. Quất liền. Bởi vậy. Phải biết từng loài á, phản ứng như thế nào xử lý cho đúng. Còn ngựa là đừng chích ở sau lưng. Đá. Ngựa với bò. Ngựa với bò là đá. Câu rồi nó. Húc. Đó, làm từ từ, mần anh vô, anh bình tĩnh lại kìa. Anh thả lỏng cái cơ ra không, nó không có gồng nữa. Gồng, có phòng gồng lên vậy nè. Da nó căng cứng lên cái mình kéo lên nó cũng khó. Ừ. Đó, còn thả lỏng thì mình nắm da lên, chích nhẹ nhàng, nó sẽ nhẹ nhàng. Ừ. Đó, okay. Ok, đó, rồi xong. Trời, bên này nó quậy banh chành đồ ăn hết rồi. À, đây là quậy banh chành hết, đây là cái kho đó các bạn. Hồi đó chơi gà, cái đó là cái lồng ấp gà đó. Còn cái này đố anh em nhìn cái này là cái gì? Này là hai cái lồng đấu ha. Hai cái lồng đấu. Anh em coi clip cũ nhớ lồng đấu không? Bây giờ nó chật chội quá, mình không có chỗ mình cất đỡ trong kho. Ok, quay trở lại tiếp cái nhiệm vụ rồi. Nãy giờ lên tay luôn. Con này lớn rồi, con này chục năm hơn rồi. Con này yếu rồi, già rồi. Già. Gì? Thì nó có tóc bạc thì tầm khoảng dao động khoảng 3 đến 5 năm. Con này là 5 năm. Hãy đưa ra tay dính rồi. Đưa dính rồi. Rồi, xét cái rào. Thôi cho em chích một cái. Chích hả? Chích luôn. Nắm da luôn. Nắm da luôn. Rồi sọt vô đúng rồi, không? Rồi đâm vô. Rồi chết. Ok. Rồi chết nha. Ok, chích cũng dễ các bạn. Chích cũng bê. Ok. Ở dưới này còn nữa.
À quên. Còn con chọt á hả? Tên là Chu à. À, One Two á hả? Nhiều quá giờ đặt tên nhớ không hết nữa, giờ đặt tên cho lúc trước á đặt Tiger, Henneken, Coca-Cola. Còn giờ nhiều quá đặt giống như là One Two Three luôn các bạn. Y như tên đường của mình, giờ nhiều đường mới quá, đặt đường số luôn mà cho nó dễ. Đang học đồ nghề của anh bác sĩ đây, đang chuẩn bị kim với thuốc đây. Thuốc phải giữ lạnh đó các bạn, có cục đá khô á. Rồi, lại liền, đâu cho mình bơm miếng nữa đi, mình bơm thêm một cái nữa cho nó đủ cả. Ok. Rồi. Hay quá. Xong phim. Rồi, thank you bác sĩ luôn. Xong hết anh này. Biết nào thế nào lại đâu quá ấy. Rồi ok các bạn, nãy giờ chúng ta đi một vòng Nam Ngô Farm đã chích cho các bạn cuốn phòng ngừa hết rồi ha. Hy vọng là nãy giờ các bạn cũng thấy hồi hộp ha, nhưng mà tim mình cũng đang đập đây. Hồi nãy nó mình thấy nó rung rung, mình đang vuốt kéo nó ra tính vuốt tọc cái hơi là mình rút tay kịp. Ngại nhất là chó cắn, tại vì chó cắn phải đi chích ngừa bạn. Igu cắn không có cần gì hết trơn, Igu cắn thì rửa sạch vết thương thôi chứ không thành vấn đề hết. Ok, hy vọng là nãy giờ cũng làm cho team các bạn nó phấn khích chút xíu ha. Bye bye.